quả cầu lửa đang từ từ rơi nhẹ từ chân trời. Nơi ấy xa xăm, thiếu nữ chân trần đứng lặng chăm chăm trên thảm lúa vàng chiều đang buông xuống. Bỗng hiện lên bao nỗi nhớ tràn về, bỗng hiện lên bao nỗi nhớ. Kể con nghe chuyện cổ tích Thạch Sơn.